Chào tất cả các bạn và em. Ở video trước, chúng ta đã xử lý một số bài tập trắc nghiệm về cấp số cộng. Cụ thể là chúng ta đã giải quyết khoảng 30 bài tập. Thì video hôm nay, chúng ta sẽ giải quyết các bài tập còn lại, là từ câu 31 đến câu 50. Chúng ta bắt đầu. Câu 31, câu 32. Cho cấp số cộng thì chúng ta chỉ cần sử dụng cái tính chất của cấp số cộng, tức là gì? Tổng hai số hạng hai bên nó sẽ bằng hai lần số hạng ở chính giữa. Thì như vậy câu 31 ở đây trừ 2 cộng 6 nó sẽ bằng 2x, tức là 4 bằng 2 2x. Tiếp tục x cộng y thì bằng 2 nhân 6, như vậy x cộng y là bằng 10 12. Thì chúng ta suy ra ngay được là x bằng 2, có x bằng 2 rồi suy ra y bằng 10. Như vậy phương án là phương án D. Tương tự như câu số 32. Chúng ta qua câu số 33. Cho cấp số cộng, chọn hệ thức đúng trong các hệ thức sau. Thì chúng ta chỉ việc chuyển tất cả về U1 và D là xong. Thì chúng ta để ý câu phương án A, thì trên tử nó sẽ có được 2 là U1, khi chia cho 2 còn lại U1, trong khi vế phải thì nó có 2 U1, vế trái nó chỉ có 1 U1 mà vế phải có 2 U1, và phương án A là sai. Phương án B, khi chúng ta chuyển tất cả về U1, bây giờ xét phương án B thì chúng ta sẽ được là 2 lần U1 cộng cho bên đây là 18, bên đây là 19, 18 cộng 19 như vậy đây là 37. Đây. Trong khi vế phải 2 lần U1 cộng tới một số nó rất là lớn D, như vậy phương án B chúng ta bỏ. Phương án C, rõ ràng khi tích lại chúng ta sẽ có được là U1 bình. Tương tự phương án D cũng vậy. Thì ở đây chắc câu 33 đây nó có sự nhầm lẫn. Như vậy phương án D đây chỉ cần chúng ta sửa lại U10 cộng cho U30 chia 2 bằng U20. Thì như vậy là phương án D đây nó sẽ là một phương án chính xác. Bởi vì khi chúng ta khai triển ra, rõ ràng nó trên tử nó sẽ là 2 lần U1 cộng cho 38D. Thì ở bên với phải thì nó sẽ là U1 cộng cho 19D, như vậy chúng ta nhân 2 lên thì nó sẽ bằng nhau. Như vậy chúng ta chọn phương án D, nhưng mà chúng ta sửa lại đôi chút là ở đây là cho cộng. Chúng ta tiếp tục câu 34. Tổng 100 số hạng đầu tiên của dãy số bằng. Thì ở video đầu tiên bên phần dãy số thì thầy có đề cập đến phương pháp bấm máy tính. Nếu bài này người ta đổi lại, ví dụ người ta chèn đây là số 2, chèn ngay đây là số 2, 2 lần UN-1-3 và yêu cầu tính tổng 50 hoặc là 70, thì khi đó chúng ta sẽ đương nhiên chúng ta sử dụng máy tính. Nhưng bài này thì chúng ta nhận thấy đây chính là định nghĩa hoặc là trong cái tính chất cấp số cộng, tức là kể từ số hạng thứ 2 trở đi nó sẽ bằng số hạng kề trước nó cộng cho số không đổi D. Như vậy câu 34 thật ra đó là cấp số cộng với số hạng đầu U1 là bằng 150, và công sai D là bằng trừ 3. Khi đó ra công thức chúng ta tính ngay tổng 100 số hạng đầu tiên. Chúng ta qua câu tiếp theo, câu 35. Chuyển tất cả về U1D, chúng ta tính được U1, chúng ta tính được công sai D, thì khi đó chúng ta tính được U 1001. Chúng ta qua câu số 36. Giả thiết cho tổng 10 số hạng đầu tiên, tức là S10 là bằng 100. Thì S10 nó chính là
U1 nó chính là 100, nó chính là 10 nhân cho 2 lần U1 cộng cho 9D chia 2 và x100 nó chính là 100, tức là n nhân cho 2 lần U1 cộng cho n trừ 1, tức là cộng 99D chia 2 thì nó bằng 10. Thì từ đây chúng ta chỉ việc giải U1 và D, có được U1D thì khi đó chúng ta ra công thức, chúng ta tính được tổng 110 số hàng đầu tiên. Câu 37. Ba cạnh của một tam giác vuông có độ dài là các số nguyên dương lập thành các số cộng. Thế thì một cạnh có thể có độ dài bằng. Chúng ta có thể hình dung câu 37 như sau. Gọi ba cạnh nó là A, B, C, trong đó AB là hai cạnh góc vuông và C đó là cạnh huyền. Thì như vậy ba cạnh đó nó tạo thành một cấp số cộng thì ta phải đơn phải thỏa mãn hai ý. Một là bình phương cạnh góc vuông nó bằng bình phương cạnh huyền, tức là A bình cộng B bình bằng C bình. Đương nhiên ba cạnh tạo thành cấp số cộng thì cái cạnh huyền nó có thể là ở vị trí đầu tiên U1 hoặc là U3. Thì cái ý thứ hai cần đảm bảo là A cộng C nó phải bằng hai lần số hàng ở giữa. AB vai trò nó là như nhau. Vì ba cạnh chúng ta có thể hình dung đây là A là cạnh đầu tiên, B là cạnh lớn hơn một tí xíu và C nó là cạnh huyền, nó là cạnh dài nhất. Như vậy A cộng C phải bằng 2B. Vai trò AB nó là như nhau. Thì bây giờ chúng ta tiếp tục rút C bằng 2B trừ cho A, thế lên cái phương trình đầu tiên chúng ta được như thế này. Khai triển ra, chuyển B bình qua, đặt B làm nhân tử chung, chúng ta còn là B trừ 4A bằng 0. B đây đương nhiên phải khác 0, suy ra B trừ 4A bằng 0. Thì từ đây chúng ta có được một hệ là trừ 3A cộng trừ 4A cộng B bằng 0 và A trừ 2B nó phải bằng C. Bây giờ chúng ta bắt đầu chúng ta kiểm tra bốn phương án. Ở đây người ta chỉ nói thì một cạnh có thể có độ dài bằng, thì cạnh đó có thể là cạnh góc vuông cũng có thể là cạnh huyền. Thì đầu tiên chúng ta xét hai trường hợp, xem thử nó có phải là cạnh góc vuông hay là cạnh huyền hay không. Thì 22, cạnh góc vuông tức là chúng ta xem thử A với B có khi nào nó bằng 22 được hay không. Thì rõ ràng với A bằng 22 thì B nó không có được là nguyên. Tương tự B nó bằng 22 thì A nó cũng không thể nào là nguyên được, vì B nhân 22 mà chia 4 thì nó cũng không có nguyên. Như vậy 22 không thể là cạnh góc vuông. Thì chúng ta chỉ xét xem 22 đây nó có phải là cạnh huyền hay không. Thì chúng ta chỉ cần sử dụng máy tính chúng ta giải hệ trừ 4 3 0 1 trừ 2 và C chúng ta cho là 22. Rõ ràng độ dài hai cạnh nó một cái nó sẽ âm, rồi chúng ta bỏ đi. À, ở đây thầy có nhầm lẫn là ngay đây là trừ C. Như vậy chúng ta phải nhập là trừ 22. Nó vẫn ra là không nguyên, như vậy câu A loại. Thì chúng ta kiểm tra tiếp câu B 58. 58 đây nếu chúng ta thế vào A hay thế vào B thì giá trị còn lại nó đều là không nguyên.
Như vậy chúng ta kiểm tra 58 thế vào C. Chúng ta chỉ cần sửa lại ở đây là trừ 58. Không nguyên, chúng ta bỏ đi. Chúng ta tiếp tục 81. 81 chúng ta thế vào nếu chúng ta thế vào A thì đây, nếu 81 chúng ta thế vào A thì B đây hoàn toàn chúng ta có thể tính được. Như vậy 81 rõ ràng ở đây nó chia hết được cho 3. Đây. Ví dụ như A bằng 81 thì rõ ràng chúng ta suy ra B nó bằng 4A, tức là 4 nhân 81 và sau đó là chia 3. Rõ ràng ở đây là bằng 81 chia 3. Bằng 27. 27 chúng ta nhân tiếp cho 4. 108. Thì từ đó chúng ta hoàn toàn chúng ta tính được C. Thì chúng ta suy ra C, C nó phải bằng 2B trừ A. Thì chúng ta tính được. Rõ ràng phương án C nó là một phương án phù hợp. Ngoài ra thì 81 đây, nếu mà mình thử thế vào cạnh huyền thì nó cũng sẽ thỏa mãn. Như vậy câu 37 là phương án C. Chúng ta tiếp tục qua câu số 38. Câu số 38 để đơn giản thì mình nên chọn là ba số cụ thể, ví dụ như chọn A bằng 1, B bằng 3, C bằng 5. Thì khi đó chúng ta kiểm tra thì sẽ dành câu 38 này cho chúng ta tự luyện. Chúng ta qua câu số 39. Số các số hạng trong một cấp số cộng là chẵn. Tổng các số hạng thứ lẻ và các số hạng thứ chẵn lần lượt là 24 và 30. Biết số hạng cuối lớn hơn số hạng đầu là 10,5. Hỏi có bao nhiêu số hạng trong cái cấp số cộng. Thì mới đọc thì câu 39 này có vẻ là phức tạp, nhưng mà thực ra chúng ta có thể giải quyết như sau. Chúng ta xem cái cấp số cộng đó như là U1, U2, U3. UN-1 và cuối cùng là UN. Các số hạng lẻ là U1, U3, UN-1 và các số hạng chẵn là U2, U4, UN. Thì đầu tiên chúng ta giải quyết hai cái giả thuyết này. Giả thuyết thứ nhất, tổng các số hạng thứ lẻ là bằng 24 và tổng các số hạng thứ chẵn là bằng 30. Thì cái mối quan hệ của nó là U1 cộng đến UN-1. Bây giờ chúng ta chỉ cần cộng cho mỗi cái chúng ta cộng thêm D thì nó sẽ ra cái số hạng thứ chẵn. Ở đây chúng ta có N số hạng, N là chẵn. Như vậy chúng ta chỉ cần cộng cho N chia 2D. N chia 2D này chúng ta chia đều cho từ U1, U3 đến UN-1. Thì nó sẽ ra là tổng U2 cộng đến UN. Thì như vậy chúng ta tương đương là 24 cộng cho N chia 2D là bằng 30. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai
UN trừ đi U1 là bằng 10,5 y thứ hai. UN là bằng U1 cộng cho N trừ 1 nhân D, tất cả chúng ta đều chuyển về U1D. Thì như vậy chúng ta có được là N trừ 1 nhân D là bằng 10,5. Chúng ta có được được hệ ở đây N nhân cho D nó sẽ bằng 2 nhân 30 trừ đi 2 nhân cho 24. Như vậy N nhân D bằng, chúng ta quy đồng lên là 60 trừ đi 40, 48 thì chúng ta sẽ được là 12. Ý thứ hai chúng ta nhân vào N nhân D trừ D bằng 10,5. Như vậy từ đây chúng ta suy ra D là bằng ND trừ 10,5, 12 trừ 10,5, như vậy là D bằng 1,5, là bằng 3 phần 2. N 12 chia cho 1,5 bằng 8. Như vậy phương án là phương án D. Chúng ta tiếp tục câu số 40. Gọi XB là tổng của 40 số hạng đầu tiên của cấp số cộng mà số hạng đầu là B và công sai là 2B trừ 1. Đây cho B là 1, 2, 3. Câu 40 này B nó có rất là nhiều giá trị, như vậy chúng ta tạm thời bỏ qua câu 40 này. Câu số 41 thì tương tự C mũ N cộng cho C B N bằng 2 lần C2 N. Chúng ta gọi từng giá trị vào, chúng ta kiểm tra. Câu 42 thầy đã dành cho các bạn suy nghĩ để tìm ra phương án đúng. Tương tự như là câu 43. Câu 44 là kết hợp giữa cấp số cộng và phương trình lượng giác. Thì đầu cuối cộng lại bằng 2 lần số hạng chính giữa và chúng ta giải quyết phương trình lượng giác đó. Câu số 45 nhà giải phương trình 1 cộng 7 cộng 13 cộng đến x bằng 280. Như vậy chúng ta chỉ cần xem thử là cái cấp số cộng này có bao nhiêu số hạng. Ví dụ cấp số cộng này có n số hạng thì x đây chính là số hạng thứ n. Thì chúng ta chỉ cần đi tìm n là xong. Thì rõ ràng chúng ta thấy ngay tổng đây là tổng của cấp số hạng cấp số cộng với số hạng đầu U1 bằng 1 và cộng sai d là bằng bằng 6. Thì khi đó chúng ta chỉ việc thế vào công thức Sn bằng N nhân cho 2 lần U1 cộng cho N trừ 1 nhân D chia 2 bằng 280. Ở đây D là bằng 6.
Thì từ đây chúng ta sẽ giải ra được, chúng ta chỉ việc là nhân vào, chúng ta giải ra được n. Có được n rồi thì dễ dàng, chúng ta tính được là x chính là un là xong. Chúng ta qua câu tiếp theo. Câu 46 giải phương trình thì tương tự. Tương tự như câu 45 thì chúng ta xem thử là tổng này nó có bao nhiêu số hạng tất cả. Ví dụ như chúng ta có n số hạng thì đó đây chúng ta sẽ tách được là n nhân x cộng cho 1 cộng 4 cộng cộng 20 18 bằng 150 15. N đó chính là cái số số hạng của tổng là từ 1 đến 28 này. Thì chúng ta xem thử cho bao nhiêu số hạng tất cả, chúng ta có thể làm như sau. Chúng ta xem cái tổng này là tổng của cấp số cộng với số hạng đầu U1 là bằng 1 và công sai D là bằng 3. Chúng ta cần tìm UN bằng 28 mà theo công thức UN là bằng U1 tức là 1 cộng cho N trừ 1 nhân D. Thì từ đây chúng ta suy ra ngay, chuyển qua là 27, 27 chia 3 là 9, N trừ 1 bằng 9 thì N bằng 10. Có N 10 rồi thì suy ra dễ dàng, chúng ta tính được là giá trị x. Chúng ta qua câu tiếp theo, câu số 47. Câu 47 chúng ta tự luyện tập. Một tam giác vuông có chu vi bằng 3, các cạnh lập thành một cấp số cộng, tìm ba cạnh đó. Ở đây người ta đã cho sẵn 4 đáp án, ngồi vị chúng ta làm trực tiếp thì chúng ta có thể là kiểm tra từng đáp án. Như vậy câu 48 chúng ta cũng tự luyện. Câu 49 chúng ta có thể là thế từng giá trị m vào, chúng ta kiểm tra, đó cũng là một cách. Câu 50, bây giờ thầy sẽ làm câu 50 là kết thúc. Cấp số cộng số hạng thứ n có công thức là un bằng 1 trừ 3n thì công sai bằng. Thì chúng ta người ta đã nói đây là cấp số cộng, như vậy công sai nó chính là u2 trừ đi đi u1 là xong. U1 thế vô bằng bằng trừ 2 u u2 bằng, chúng ta thế vào là trừ 5. Thì đây công sai là trừ 3 là xong. Như vậy là qua 2 video thầy đã trình bày hết 50 câu về phần cấp số cộng. Thì video tiếp theo thầy sẽ thực hiện một số bài tập về phần cấp số nhân, và tài liệu này được tải từ trang mathvn.com. Thì link tải tài liệu thầy để ở phần mô tả. Chào tất cả các bạn và các em, hẹn gặp lại ở video tiếp theo.